Con người đã thấy sự phản loạn nơi chính bản thân mình. Vì sau khi nổi dậy chống lại cha, nó cũng nổi dậy chống lại chính mình nó. Đó là xác thịt gây chiến với thần trí. Trong khi đánh mất tình trạng vô tội, con người đã trở thành một con vật dơ nhớp. Tất cả mọi loài thọ tạo chống lại con người. Đáng lý chúng phải thuần phục con người, nếu như con người đứng vững trong tình trạng mà cha đã đặt nó vào lúc ban đầu. Ai không đứng vững trong đó là kẻ vi phạm điều răn của cha. Con người đã đáng chết muôn đời, cả hồn lẫn xác. Liền sau khi con người phạm tội, một dòng thác tai ương đã đổ xuống trên đầu nó. Con người phải gánh chịu đủ thứ đau khổ và gian truân từ phía bản thân, từ phía ma quỷ và từ phía thế gian. Tất cả mọi người sẽ đắm đuối trong dòng thác ấy, bởi vì không một ai có thể đạt tới sự sống vĩnh cửu bằng công nghiệp của mình. Để cứu các con khỏi tai vạ lớn lao này, cha đã ban cho loài người chính con một của cha làm như cây cầu, để các con có thể qua sông mà không chết đuối. Con sông chính là biển cả đầy bão táp của cuộc đời tối tăm này. Con xem loài người mắc nợ cha biết chừng nào, và nó thật là mù quáng vì cứ muốn đắm đuối trong dòng sông này, không muốn đón lấy sự cứu vớt mà cha đã mang đến cho nó. Câu 22. Thiên Chúa mời gọi linh hồn, hãy nhìn xem sự lớn lao của cây cầu. Một cây cầu bắt từ đất lên tới trời. Con ơi, hãy mở mắt tâm trí ra, và con sẽ xem thấy những kẻ mù quáng khốn nạn. Con cũng sẽ thấy những kẻ bất toàn và những người hoàn thiện đi theo cha trong chân lý. Con hãy thương khóc sự hư mất của những kẻ mù quáng, và con sẽ vui mừng vì sự trọn lành của những con cái yêu quý của cha. Con cũng sẽ khám phá ra cách hành xử của những người bước đi trong ánh sáng và của những kẻ bước đi trong tối tăm. Nhưng trước hết, cha muốn con nhìn xem cây cầu mà cha đã xây dựng nơi con một của cha. Con hãy nhìn ngắm vẻ đồ sộ của cây cầu bắc từ đất lên tới trời, bởi vì sự vĩ đại của thiên tính đã kết hợp với bùn đất nhân tính của các con. Cha nói cây cầu này đi từ đất lên trời vì Ngài đã thực hiện sự kết hợp với con người. Đã đến lúc phải tái lập lại con đường bị cắt đứt, để các con có thể vượt qua những cây đắng của thế gian và đạt tới sự sống. Trái đất không đủ sức làm công việc này. Đó là giúp các con vượt qua sông để đạt được sự sống vĩnh cửu, bởi vì bản tính loài người không có khả năng đền bù cho tội lỗi và tẩy xóa vết nhơ của tội Adam, một tội đã làm hư và ung thối cả dòng dõi loài người. Bởi vậy, phải kết hợp bản tính loài người với thần tính vĩnh cửu của cha, hầu có thể đền thay cho tất cả loài người. Lẽ ra bản tính loài người đã phải chịu hình phạt, nhưng bản tính Thiên Chúa kết hợp với bản tính loài người đã chấp nhận sự hy sinh mà con của cha đã dâng lên cha để tiêu diệt sự chết và trả lại sự sống cho các con. Sự cao cả của thần tính Thiên Chúa đã hạ mình xuống tới đất của nhân tính nơi các con. Trong khi kết hợp với nhân tính, thần tính của Thiên Chúa đã thiết lập một cây cầu và tái lập con đường.
Con một cha đã lập lại con đường này để làm gì? Đó là để con người có thể tới hưởng sự sống muôn đời với các thiên thần. Nhưng để đạt tới sự sống, con của cha đã trở thành cây cầu. Điều này chưa đủ và vô nghĩa nếu các con không đi qua cầu này. Câu 23. Tất cả chúng ta là những người lao động trong vườn nho của Chúa là giáo hội. Mỗi người chúng ta có một vườn nho là bản thân mình. Mọi người phải kết hợp với cây nho đích thực là con Thiên Chúa. Đến đây, đấng chân lý ngàn đời tỏ cho linh hồn này biết rằng Thiên Chúa đã sáng tạo nên chúng ta mà không có sự cộng tác của chúng ta. Nhưng Ngài sẽ không cứu vớt chúng ta nếu không có sự hợp tác của chúng ta. Thiên Chúa muốn chúng ta sử dụng tự do và ý chí của ta và dùng thời giờ Ngài ban để thực hành các nhân đức đích thực. Và Chúa nói thêm rằng các con phải đi qua cây cầu này, phải tìm vinh quang và danh dự của thánh danh trong việc cứu vớt các linh hồn. Hãy chịu đựng những nhọc mệt như việc đền tội theo gương ngôi lời tình yêu. Các con không có cách nào khác để đến với cha. Chúng con là những người lao động cha đã đặt vào vườn nho là hội thánh của cha. Chúng con lao động trong thân thể phổ quát của Kitô giáo. Chúng con được cha đặt vào trong đó kể từ khi các con đón nhận ánh sáng của phép thánh tẩy. Các con đã lãnh nhận bí tích này từ nhiệm thể của giáo hội qua bàn tay của các thừa tác viên của cha được cha sai đến làm việc với các con. Các con ở trong thân thể phổ quát, còn các thừa tác viên ở trong thân thể nhiệm màu. Họ dưỡng nuôi các con bằng máu con cha trong các bí tích mà các con lãnh nhận từ tay họ. Khi họ nhổ những gai nhọn tội lỗi ở nơi các con và gieo vải ân sủng, họ là những công nhân của cha làm việc trong vườn nho linh hồn các con, kết hợp với vườn nho hội thánh. Bất cứ thụ tạo nào có lý trí đều mang trong mình một vườn nho. Vườn nho này là chính linh hồn. Ý chí tự do là người làm vườn nho trong suốt cuộc đời nó. Hết thời gian này, linh hồn không thể làm được việc gì nữa, dù tốt, dù xấu. Nhưng trong khi sống, nó có thể vun trồng vườn nho nơi cha đã đặt nó vào. Nó đã được cha ban cho một sức mạnh lớn lao, đến nỗi dầu ma quỷ, dầu bất cứ thụ tạo nào cũng không thể cướp đi sức mạnh ấy nếu không có sự ưng thuận của nó. Nó đã lãnh nhận được sức mạnh này trong phép thánh tẩy, đồng thời nhận được vũ khí là lòng yêu mến nhân đức và chê ghét nết xấu. Lòng yêu mến và sự chê ghét này ở ngay trong máu của nó. Bởi yêu thương các con và chê ghét tội lỗi, con độc nhất của cha đã chịu chết và cho các con máu của Ngài bằng cách thông ban qua bí tích thánh tẩy. Bí tích này đã mang lại sự sống cho các con nhờ máu thánh Ngài. Vậy chúng con có trong tay một vũ khí mà ý chí tự do của các con phải sử dụng khi còn thời giờ, để nhổ đi những gai nhọn của các tội trọng và để vong trồng các nhân đức. Nếu không, các con sẽ không được giữ phần hoa trái của máu thánh mà các công nhân cha đặt trong hội thánh vẫn phân phát cho các con. Để nhổ đi các tội trọng trong vườn nho linh hồn các con,
và mang lại cho các con ân sủng nhờ các bí tích cha đã thiết lập trong hội thánh. Vậy trước hết, các con phải thanh tẩy linh hồn bằng sự thống hối và chê ghét tội lỗi, và bằng sự mến yêu các nhân đức. Rồi các con sẽ nhận được hoa trái của máu thánh. Các con sẽ không nhận được hoa trái đó nếu về phần các con không phải là những ngành nho của cây nho đích thực là con một của cha. Như Ngài đã nói, Thầy là cây nho đích thực, cha Thầy là người trồng nho, anh em là những ngành nho. Cha là người trồng nho và là chủ vườn, bởi vì tất cả mọi sự vật hiện có đều do cha mà ra. Quyền năng của cha thì vô cùng. Cha cai quản toàn thể vũ trụ bằng quyền năng và sức mạnh của cha. Không có sự gì được tạo thành hoặc được xếp đặt mà không do cha. Đúng, cha là người trồng nho. Chính cha đã trồng cây nho đích thực là con một của cha trên đất của tính loài người các con, để các con là những ngành nho kết hợp với cây nho này sẽ mang lại nhiều hoa trái. Ai không sinh hoa trái các việc lành phúc đức sẽ bị cắt bỏ khỏi cây nho và ra khô héo. Bởi vì một khi bị tách rời khỏi thân cây nho, nó sẽ mất sự sống của ân sủng và bị ném vào lửa đời đời. Cũng như ngành nho không có trái thì bị cắt bỏ và ném vào lửa, bởi vì nó đã thành vô dụng. Những người kia cũng sẽ như vậy, bị cắt đứt khỏi cây nho do tội lỗi của chúng. Nếu chúng cứ ở trong tội trọng, sự nghiêm minh của Thiên Chúa sẽ ném chúng vào lửa đời đời. Đó là những kẻ không làm vườn nho của mình. Chúng không làm mà còn phá hoại vườn và làm hư hại của kẻ khác. Không những chúng không vun trồng cây nhân đức, chúng còn nhổ cả mầm mống của ân sủng đã nhận được trong ánh sáng của bí tích thánh tẩy, khi được thông phần vào máu của con cha là rượu và cây nho đích thực đã sản xuất ra. Đã nhổ mầm mống của ân sủng để ném cho súc vật ăn. Đó là những tội lỗi vừa nhiều vừa đủ loại của chúng. Chúng đã dày đạp ân sủng dưới chân là tâm tình thác loạn của chúng. Chúng khinh dễ cha và gây bất hạnh cho chúng và tha nhân. Các tôi tớ của cha không hành động như thế, nên cũng như họ, các con hãy sống kết hợp chặt chẽ với cây nho. Như vậy các con sẽ sinh nhiều hoa trái, vì các con được thông phần vào nhờ sống của thân cây này. Nếu các con ở trong ngôi lời con cha, các con sẽ ở trong cha, bởi vì cha và Ngài là một. Ngài và cha là một. Ở trong Ngài, các con sẽ tuân theo các lời giảng dạy của Ngài. Và nếu làm theo các lời giảng dạy của Ngài, các con sẽ thông phần bản tính của ngôi lời, nghĩa là các con sẽ được dự phần vào thần tính đã kết hợp với nhân tính của Ngài. Các con sẽ mặc lấy tình yêu thần linh, làm say mê tâm hồn. Thế nên, cha đã nói với các con sẽ được dự phần vào bản chất của cây nho đích thực. Câu 24. Thiên Chúa tỉa những ngành nho đang gắn liền với cây nho. Vườn nho của mỗi người gắn liền thành một với vườn nho của tha nhân, nên không thể vung tưới
hoặc phá hoại vườn này mà không ảnh hưởng đến vườn kia. Con ơi, con có biết cha cư xử thế nào với các tôi tớ của cha khi họ trung thành tuân theo các lời giảng dạy của ngôi lời con yêu dấu của cha không? Cha tỉa họ để họ sinh nhiều hoa trái, những trái ngọt ngào, chứ không phải những trái hoang dại đắng đót. Những ngành nho được cắt tỉa để cây nho sản sinh ra thứ rượu ngon và nhiều. Cha cũng làm như vậy, vì cha là người trồng nho đích thực. Cha dùng nhiều gian truân để cắt tỉa những đầy tớ ở lại trong cha, để họ sản sinh ra nhiều hoa trái hơn, những trái có phẩm chất tốt hơn. Và nhân đó, nhân đức của họ được sáng tỏ. Còn những ngành nho không sinh hoa trái, cha sẽ cắt bỏ đi và ném vào lửa. Những công nhân tốt của cha là những người chăm sóc vun trồng cây nho linh hồn mình. Họ nhổ bỏ tính tự ái và vun xới đất tâm hồn của trái tim họ vào trong cha, hầu nuôi dưỡng và phát triển những mầm giống của ân sủng mà họ đã nhận được trong bí tích thánh tẩy. Trong khi vun tưới vườn nho linh hồn họ, họ cũng vun tưới vườn nho của tha nhân. Vì lẽ không thể vun tưới vườn này mà không vun tưới vườn kia. Bởi vì như cha đã nói với con, tất cả mọi điều thiện hay ác đều được thực hiện thông qua tha nhân. Các con là những công nhân của cha, được cha là công nhân vĩnh cửu và tối cao sai đi. Cha đã ghép chúng con vào cây nho đích thực bằng sự kết hợp cha với các con. Các con ơi, con hãy luôn nhớ rằng mọi thụ tạo có lý trí đều có vườn nho của mình thành một với vườn nho của kẻ khác. Vườn này là một với vườn kia, đến nỗi không ai có thể làm điều lành cho mình hay làm hại mình mà không đồng thời làm ích hoặc làm hại kẻ khác. Tất cả chúng con làm thành một vườn nho hoàn cầu, đó là cộng đồng Kitô giáo, được kết hợp với vườn nho nhiệm màu của giáo hội, là nơi các con tìm được sự sống. Trong vườn nho này có trồng cây nho là con độc nhất của cha, trên đó tất cả chúng con đã được ghép vào. Nếu chúng con không được ghép vào với Ngài, tức là chúng con nổi loạn chống lại hội thánh và là những chi thể bị cắt rời khỏi thân thể, sẽ ra hư thối. Thật ra chúng con có đủ thời giờ để thoát khỏi sự thối nát của tội lỗi với một lòng thống hối ăn năn và chạy đến các thừa tác viên của cha. Họ là những công nhân của cha, được cha ủy thác cho việc phân phát một thứ rượu nho, tức máu đã được ép ra từ cây nho đích thực này. Máu toàn hảo và rất hữu hiệu, đến nỗi không một khuyết điểm nào nơi các thừa tác viên có thể làm suy giảm hiệu năng ấy. Chính đức ái nối kết các ngành nho với thân cây nho bằng đức khiêm nhường chân thật. Một đức khiêm nhường phát sinh từ sự biết mình và biết cha. Như vậy, con thấy cha đã sai tất cả chúng con như những công nhân vào làm vườn nho của cha. Nay cha lại mời gọi các con, vì thế giới ngày càng trở nên xấu xa, gai góc đã nhân lên nhiều và đã làm chết nghẹt mầm móng ân sủng. Con người không còn muốn sinh hoa trái của ân sủng nữa. Vậy cha muốn các con là những công nhân tốt, mang lòng nhiệt thành lo vun tưới các linh hồn trong nhiệm thể của hội thánh. Cha nói thế là vì cha muốn thương xót thế gian như con đang tha thiết cầu xin.
Câu 25. Linh hồn xin Thiên Chúa cho mình thấy những người đi qua cầu và những kẻ không qua. Bây giờ trong tình yêu nồng nhiệt, linh hồn kêu lên: Ôi đức ái ngọt ngào khôn tả, ai mà không bị cháy lửa yêu mến trước tình thương lớn lao dựng ấy? Trái tim nào không tan nát ra vì Ngài? Ôi vực thẳm của đức ái, Chúa say sưa yêu thương các thụ tạo của Ngài, đến nỗi có vẻ Ngài không thể sống mà không có chúng. Mà Ngài là Thiên Chúa của chúng con, Ngài đâu có cần gì đến chúng con. Sự tốt lành của chúng con không thêm gì cho sự vinh quang của Ngài, bởi vì Ngài là đấng bất biến. Điều ác của chúng con cũng không thể bén mảng tới Ngài, vì Ngài là sự thiện tối cao và vĩnh cửu. Ai khiến Ngài có lòng thương xót lớn lao dường ấy? Đó là tình thương, chứ không phải nghĩa vụ. Hay vì Ngài cần gì đến chúng con? Chúng con là những kẻ chịu ơn Ngài, mắc nợ Ngài. Chúng con là những con nợ xấu xa. Vâng, lạy đấng chân lý tối cao và vĩnh cửu, nay con đã hiểu ra, chính con là kẻ đã phạm tội và Chúa đã chịu phạt thay cho con. Con nhìn thấy ngôi lời con của cha bị đóng đinh treo trên thập giá, và cha đã dùng cây thập giá này làm cây cầu, như cha đã cho con thấy. Con, đứa nữ tỳ khốn nạn của cha. Đó là điều làm tan nát trái tim con, một trái tim đã không vỡ ra vì ước ao kính mến cha như lòng con ao ước. Lạy cha, xin cha nhớ lại cha đã hứa tỏ cho con thấy những người đi qua cầu này và những kẻ tránh xa nó. Xin cha vui lòng cho con thấy điều ấy. Con sung sướng được nghe cha giảng dạy. Câu 26. Cây cầu diễm phúc này có ba bậc, tượng trưng cho ba trạng thái của linh hồn. Cầu vươn lên rất cao, nhưng không tách rời khỏi. Phải hiểu thế nào về lời Chúa Kitô đã nói: Sau khi được nâng lên cao, Thầy sẽ kéo mọi sự lên với Thầy. Để khơi thêm lửa mến cho linh hồn này nóng bỏng hơn nữa, vì ơn cứu độ mọi người, Thiên Chúa, đấng hằng hữu, đã trả lời nó như sau: Trước khi cho con thấy điều con xin cha, cũng là điều cha muốn tỏ bày cho con. Cha muốn quảng diễn về cấu trúc của cây cầu này. Con ơi, cha đã nói với con, cầu này bắc từ trời xuống đất. Nhờ sự kết hợp mà cha đã thực hiện với con người, được cha tạo thành từ bùn đất. Con nên biết cầu này, tức con một của cha, có ba bậc. Hai bậc dưới được làm bằng gỗ của thánh giá, còn bậc thứ ba thì ở trong sự cay đắng lớn lao, khi người ta cho Ngài uống mật đắng và giấm chua. Ba bậc này chỉ cho con biết ba trạng thái của linh hồn, như cha sẽ trình bày cho con sau đây. Bậc thứ nhất là hai bàn chân của Ngài, và có nghĩa là tình cảm. Cũng như hai bàn chân nâng đỡ thân xác, thì tình cảm nâng đỡ linh hồn. Hai bàn chân bị đinh đâm lũng sẽ được dùng làm những bậc để leo lên cạnh sườn là bậc thứ hai. Nơi đây bí mật của trái tim sẽ được giải bày cho con. Như vậy, khi linh hồn lên khỏi tâm tình của hai bàn chân, nó sẽ bắt đầu nếm tình yêu của trái tim. Khi con mắt trí tuệ nhìn thẳng vào trái tim đã mở ra của con cha,
Nơi đó linh hồn tìm thấy tình yêu toàn hảo không thể tả. Cái nói đây là tình yêu toàn thiện. Tình yêu này không vì lợi lộc. Các con có ích lợi gì cho Ngài? Vì Ngài và Cha là một. Khi đó linh hồn đầy lòng yêu mến, vì thấy mình được thương yêu dường ấy. Linh hồn đi từ bậc thứ hai lên bậc thứ ba, nghĩa là tới miệng đầy sự ngọt ngào, là nơi linh hồn tìm được sự bình an sau cuộc đại chiến do các tội lỗi của nó gây nên. Nơi bậc thứ nhất, linh hồn gỡ chân mình khỏi những ràng buộc trần tục và rũ sạch mọi nếp sống. Ở bậc thứ hai, nó được đầy lòng mến yêu nhân đức. Nơi bậc thứ ba, nó được thưởng nếm bình an. Như vậy cây cầu có ba bậc, phải qua hai bậc dưới mới lên được bậc sau cùng. Cây cầu được đặt lên cao để nước của dòng sông không chạm tới nó, và nọc độc của tội lỗi không bao giờ làm hại được nó. Cầu này chạm tới trời nhưng lại không rời khỏi mặt đất. Con có biết nó được dựng lên khi nào không? Khi con của Cha bị treo trên thập giá, bản tính thần linh của Ngài vẫn không tách rời khỏi sự hèn hạ của bản tính loài người chúng con. Bởi vậy, Cha đã nói với con rằng, dù vươn cao lên, cây cầu vẫn không lìa khỏi trái đất, bởi vì hai bản tính đã kết hợp chặt chẽ với nhau. Không một ai có thể qua cầu khi nó chưa được nâng lên cao. Vì thế con Cha đã nói, sau khi được nâng lên khỏi mặt đất, Thầy sẽ kéo mọi sự lên với Thầy. Vậy lòng nhân hậu của Cha biết trước, các con không có cách nào để nâng mình lên cao, cho nên Cha đã sai con Cha đến để bị treo lên cây khổ thập giá. Cha đã dùng thập giá làm cái đe để rèn đúc con cái loài người, hầu giải thoát chúng khỏi sự chết và trả lại cho chúng sự sống của ân sủng. Đó là cách Ngài đã kéo mọi sự lên với Ngài, bằng cách chứng tỏ tình thương khôn tả Ngài dành cho các con. Bởi vì lòng con người luôn bị thu hút bởi tình thương. Nào Ngài có cách nào khác để nói lên tình thương lớn lao của Ngài cho bằng thí mạng sống vì các con? Con người ta không thể không bị thu hút bởi một tình thương như thế, trừ khi nó mù quáng và vô ơn bạc nghĩa để cưỡng lại sức thu hút đó. Bởi vậy con Cha đã nói, khi Ngài bị nâng lên, Ngài sẽ kéo mọi sự lên với Ngài. Có hai cách hiểu sự thu hút này. Cách thứ nhất là khi trái tim con người bị lôi cuốn bởi tình yêu mến Ngài, thì tất cả các quan năng của linh hồn như trí nhớ, trí tuệ và ý chí đều hướng về Ngài. Một khi ba quan năng này đã hòa hợp và quy tụ lại nhân danh Cha, tất cả các hành động khác của con người, dầu bên trong, dầu bên ngoài, đều bị lôi cuốn về phía Cha, được kết hợp lại ở trong Cha bằng tâm tình yêu mến. Và như vậy linh hồn vươn cao lên, theo sau tình yêu đấng chịu đóng đinh. Thế nên, đấng chân lý của Cha mới nói, khi nào Thầy bị nâng lên cao, Thầy kéo mọi sự lên với Thầy. Bởi vì khi đã thu hút được trái tim và những quan năng của linh hồn, Ngài sẽ thu hút được tất cả mọi hành vi của nó. Cách hiểu thứ hai là tất cả mọi sự đã được tạo thành vì con người, để con người được sử dụng cũng như để làm thỏa mãn mọi nhu cầu của con người. Con người, vật thụ tạo có lý trí, đã không được tạo dựng vì các loài thọ tạo khác, nhưng vì Cha,
để nó phục vụ cha với tất cả tâm hồn và sức lực. Cho nên con thấy, nếu con người được kéo lên tới con cha, mọi sự sẽ được kéo đến với nó, vì mọi sự đã được tạo thành cho nó. Vậy cây cầu phải được bắt ở trên cao và có nhiều bậc để các con có thể đi lên dễ dàng hơn. Câu 27. Cây cầu được xây bằng những viên đá là những nhân đức đích thực. Trên cầu có một lửa quán, nơi cấp lương thực cho khách đi đường. Những ai đi trên cầu thì đi vào cõi sống, ai đi dưới gầm cầu thì đi vào cõi chết. Cây cầu này được xây bằng đá, để khi trời mưa người ta vẫn có thể đi qua. Con có biết những viên đá này là gì không? Đó là những nhân đức chân thật và vững chắc. Những viên đá này đã không được gắn liền trước cuộc khổ nạn của con cha, bởi vậy không một ai tới được cùng đích của mình, dù họ hết sức trung thành theo đàn nhân đức, bởi vì nước trời chưa được mở ra bằng chìa khóa của máu. Trận mưa của đức công minh đã chặn đường đi lại, nhưng những viên đá đã được cắt và đặt trên thân thể con cha. Ngài là cây cầu, như cha đã nói với con. Ngài đã gắn liền các viên đá lại với nhau, Ngài đã hòa vôi vữa với máu Ngài. Thật vậy, máu Ngài đã được trộn với vôi vữa thần tính cho sức mạnh và lửa của đức ái. Sức mạnh của cha đã đặt những viên đá các nhân đức này trên Ngài để thực hiện việc xây dựng, bởi vì tất cả mọi nhân đức đều đặt nền trên Ngài, tất cả đều phải được thử thách nơi Ngài, và tất cả đều có sự sống trong Ngài. Thế nên không một ai có thể có nhân đức mang sự sống của ân sủng nếu không nhờ Ngài, nghĩa là nếu không đi theo vết chân và giáo lý của Ngài. Ngài đã đặt các nhân đức như những viên đá sống động của tòa nhà. Ngài đã gắn liền các viên đá với nhau bằng vôi vữa máu thánh Ngài, để tất cả các tín hữu có thể qua cầu vững tâm, không chút sợ hãi kiểu nô lệ, rằng mình sẽ bị chặn lại bởi trận mưa đức công minh của Thiên Chúa, vì họ đã được che chở bởi lòng thương xót. Một lòng thương xót từ trời xuống trong mầu nhiệm nhập thể của con cha. Lòng thương xót đó đã mở cửa trời bằng cách nào? Bằng chìa khóa của máu Ngài. Đấy con xem, cây cầu được xây cất bằng những viên đá và được che chở bởi lòng thương xót. Trên cầu có một lữ quán, tức là vườn của hội thánh, nơi ban phát bánh hằng sống và cho uống máu châu báu, để các khách bộ hành, những thụ tạo của cha, không quỵ ngã vì kiệt sức trên đường lữ hành. Chính trong sự suy nghĩ ấy mà đức ái của cha đã truyền dạy phải ban phát mình và máu con cha. Ngài là người thật và Thiên Chúa thật. Sau khi qua cầu, người ta tới cửa. Cửa này liền với cầu và ở cuối cầu. Mọi người sẽ qua cửa này. Như Ngài đã nói, Thầy là đường đi, là sự thật và là sự sống. Ai đi theo Thầy sẽ không bước đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng của sự sống. Tiếp cầu trên, đấng chân lý của cha nói thêm, không ai đến được với cha mà không qua Thầy. Nếu con còn nhớ, thì đấy chính là những gì cha đã bảo cho con là đường đi. Con cha đã nói, Ngài là đường đi,
Sự thật là thế. Và cha đã cho con thấy đường đi này có hình dáng một cây cầu. Ngài cũng nói Ngài là chân lý. Thật không có gì đúng hơn, bởi vì Ngài với cha là một, mà cha là chân lý. Ai đi theo Ngài sẽ không bước đi trong tối tăm, nhưng bước đi trên đường đi của chân lý và sự sống. Ai theo chân lý này sẽ có sự sống của ân sủng và không phải chết đói, bởi vì chân lý là lương thực của nó. Nó cũng không rơi vào chốn tối tăm, vì Ngài là ánh sáng, không một chút sai lầm nào cả. Ngài là ánh sáng, là chân lý, đã phá tan sự dối trá của ma quỷ. Sự dối trá đã lừa dối Eva. Chính sự dối trá này đã cắt đứt con đường lên trời. Chân lý đã lặp lại và củng cố đường đi này bằng máu châu báu của Ngài. Những ai đi trên đường này là con cái của chân lý, và sau cùng sẽ thấy mình được kết hợp với cha và với đấng được gọi là đường và là cửa. Đó là con cha, chân lý vĩnh cửu và là bình an bất tận. Ai không theo đường đi này, không đi trên cầu, nhưng đi trên dòng sông ở dưới gầm cầu, tức là đi trên con đường không làm bằng những viên đá, nhưng làm bằng nước. Mà vì nước không vững chắc, cho nên những ai đi trên đó sẽ bị đắm đuối. Dòng nước nguy hiểm này chính là thế gian với những khoái lạc và vinh hoa của nó. Những ai không đặt tình yêu của mình trên những viên đá vững chắc, nhưng yêu mến các thụ tạo, nghĩa yêu mến và chiếm hữu những sự vật ở ngoài cha, thì các thụ tạo này sẽ nên như dòng nước chảy, lôi kéo chúng đi luôn với chúng theo dòng sông chảy xiết. Chúng tưởng các sự vật chúng yêu mến đang qua đi, nhưng sự thật chính bản thân chúng qua đi và đang đi đến chỗ chết. Chúng muốn dừng lại, chúng muốn cuộc sống và những sự vật chúng yêu mến dừng lại, đừng qua đi, nhưng vô ích. Hoặc là cái chết sẽ đến và mang đi những gì chúng yêu mến, hoặc là sự quan phòng của cha sẽ can thiệp, bước chúng ra khỏi các loại thọ tạo. Những ai theo con đường của sự dối trá đều là con cái ma quỷ, vì ma quỷ là cha sự dối trá. Bởi họ đi qua cửa của dối trá, nên chúng sẽ phải tiêu vong muôn đời. Con thấy chưa, cha đã tỏ cho con biết đâu là chân lý và đâu là dối trá. Con đường của cha là chân lý, và con đường của ma quỷ là dối trá. Câu 28. Người ta không dễ dàng theo con đường này hay con đường kia, con đường của cây cầu hay con đường sông, về hạnh phúc của linh hồn đi qua cầu. Đó là hai con đường người ta có thể theo. Đi con đường nào cũng vất vả. Con hãy xem con người ngu xuẩn và mù quáng chừng nào. Nó cứ nhất định muốn dẫn mình vào con đường sông, trong khi trước mắt nó có con đường rộng mở, một con đường mang lại biết bao niềm vui cho người đi theo đường này. Mọi cây đắng sẽ trở nên ngọt ngào, mọi gánh nặng sẽ trở nên nhẹ nhàng. Dầu ở trong tối tăm của thân xác, con người vẫn gặp được ánh sáng. Và dầu là loài phải chết, nó vẫn được thấy sự sống bất tử, vì được nếm đấng chân lý diệu hiền nhờ tình yêu và ánh sáng của đức tin. Chính đấng chân lý đã hứa ban sự an nghỉ cho những ai chịu gian nan thử thách vì cha. Bởi vì cha không quên đâu, cha biết những ai đã phục vụ cha.
cha công minh, cha trả cho mỗi người theo công trạng của họ. Mọi việc lành sẽ được thưởng và mọi tội phạm sẽ bị phạt. Niềm vui mà những kẻ theo đường chân lý được hưởng thì không lưỡi nào nói lên được, chưa tai nào được nghe nói, và không mắt nào có thể nhìn thấy. Ngay ở đời này, họ được hưởng nếm và nắm chắc hạnh phúc dành cho họ đời sau trên nước trời. Thật là điên rồ, những kẻ khinh chê sự thiện lớn lao ấy. Chúng ưa thích chọn cho mình một thứ hỏa ngục ngay ở đời này, vì chúng đi con đường dưới gầm cầu, con đường của thế gian, nơi chúng gặp biết bao cực khổ, không chút an ủi, không chút hạnh phúc. Bởi vì tội lỗi của chúng làm chúng mất cha, là sự thiện tối cao và vĩnh cửu. Vậy con có lý để than khóc: cha muốn con và các tôi tớ cha hãy luôn luôn đau đớn khóc lóc vì những xúc phạm của chúng đối với cha, và các con hãy cảm thương sự ngu dại và nỗi bất hạnh của những kẻ đang xúc phạm đến cha một cách vô ý thức như vậy. Nay con đã thấy và biết cây cầu này được xây dựng thế nào. Con biết như cha đã nói với con, rằng cây cầu này là con độc nhất của cha. Ngài đã phối hợp sự cao cả của Thiên Chúa với sự hèn hạ của con người. Câu 29. Cây cầu này đã vươn tới trời vào ngày lễ Chúa lên trời, nhưng đã không rời bỏ trái đất. Khi con một của cha trở về với cha, 40 ngày sau khi sống lại, cây cầu này đã được bắt từ trái đất, nghĩa là từ xã hội loài người lên tới trời. Do sức thần tính của cha để ngồi bên hữu Chúa Cha, là cha vĩnh cửu của Ngài. Đó là điều thiên thần đã nói với các môn đệ ngày về trời. Khi ấy các ông như chết, tâm hồn như rời khỏi trái đất để theo sự khôn ngoan của con cha lên trời. Thiên thần nói với các ông: đừng đứng lại ở đây nữa, vì Chúa Giêsu đã lên trời, ngự bên hữu cha. Một khi Ngài đã lên trời và trở về với cha là cha Ngài, cha đã sai người thầy vĩ đại là Chúa Thánh Thần đến, với quyền năng của cha, với đức khôn ngoan của con cha, và với sự nhân từ của Chúa Thánh Thần. Ngài là đấng làm một với ta là cha và với con cha. Ngài củng cố con đường giáo lý mà đấng chân lý của cha đã để lại nơi trần gian. Người ta không còn thấy sự hiện diện của con cha nữa, nhưng Ngài đã để lại giáo lý của Ngài cùng với các nhân đức, tức là những viên đá sống động dựa trên giáo lý này, để làm nên cây cầu diệu hiền và vinh hiển. Trước hết, Ngài đã ra sức dùng các công việc của Ngài để vạch ra cho các con một con đường. Ngài đã ban cho các con giáo lý của Ngài bằng gương sáng hơn là bằng lời nói của Ngài. Ngài đã hành động trước khi nói. Sự nhân từ của Chúa Thánh Thần đã củng cố lời giảng dạy này bằng cách ban thêm sức mạnh cho tâm hồn các môn đệ để họ tuyên xưng chân lý và rao truyền con đường này, tức giáo lý của Chúa Kitô chịu đóng đinh và thập giá. Nhờ họ, Chúa Thánh Thần đã bắt tội thế gian về những điều bất chính và về những phán đoán sai lầm. Sau đây cha sẽ trình bày cho con biết về sự bất chính và những phán đoán sai lầm này. Cha đã nói với con tất cả những điều này để xua đuổi tất cả mọi bóng tối có thể làm lu mờ tư tưởng cho những kẻ nghe cha nói. Họ có thể nói rằng: với thân mình Chúa Kitô, một chiếc cầu đã được tạo thành do sự kết hợp bản tính thần linh với bản tính phàm nhân. Đúng, chúng tôi cũng biết như vậy. Nhưng cây cầu này đã bị lấy đi rồi khi Ngài lên trời. Cũng đúng, Ngài là đường đi tới ơn cứu độ. Ngài đã dạy chúng tôi biết chân lý qua gương sáng của Ngài
và các việc làm của Ngài. Nhưng bây giờ còn gì đâu? Tìm đường đi ấy ở đâu? Cha nói cho các con, hay đúng hơn, cho những kẻ rơi vào sự mù quáng đó biết rằng đường đi là chính giáo lý của Ngài, được rao giảng bởi các tông đồ của Ngài, được khẳng định trong máu các chứng nhân tử đạo, được soi sáng bởi ánh sáng của các bậc tiến sĩ, được tương xưng bởi các vị hiển tu, và được viết ra do các nhà chú giải kinh thánh. Tất cả chư vị này đã cùng nhau tuyên xưng chân lý trong nhiệm thể của hội thánh. Chư vị giống như những ngọn đèn thắp sáng đặt trên trụ đèn để chỉ đường chân lý dẫn tới sự sống trong ánh sáng toàn hảo.